cháu đi học không ạ? Vâng, tôi xin hỏi là gia đình chị có thuộc diện hộ nghèo hay là hộ cận nghèo không ạ? Có hộ nghèo ạ chị ạ. Gia đình thuộc diện hộ nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ vâng. Đối với trường hợp của gia đình chị Thực thì sao thưa ông? Vâng, chúng tôi cũng rất là chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn của chị Thực. Như vậy là chị cháu của chị là cũng nằm trong cái diện mà được miễn học phí. Vâng. Để chị liên hệ với các cơ quan liên quan thì để thực hiện cái chính sách này mà. Vâng. Vâng, xin được chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Cùng Job Em Khám Phá Cuộc Sống. Chương trình được phát sóng các ngày thứ 3, 5, 7 hàng tuần trên kênh Job. Thank you.